Rồi, chào anh em nha. Bữa nay mình cũng công việc lu bu quá nên lên clip trễ cho anh em. Nên mình lên cho anh em con thủ pha. Con thủ pha chạm đồng. Con này thì để mình báo chim thì mình đánh gì à? Mình thường như thường lệ thường ăn uống đã ổn và ok rất mạnh. Để mình báo sơ lược nước chơi bên ngoài của em nó cho anh em xem và tham khảo. Con này vàng nước nước tiền của nó là nó kèm khá tốt nha. Rước thì nó rước cực kỳ ok luôn. Còn nước rù của nó thì mời anh em vào xem clip rồi anh em tự thẩm. Mình con này mình đánh mắc đổi mồi mới thu phục đưa em nó về đội được nha anh em. Kèo đầu thì đánh đưa con mây tàu. Đưa mây tàu xuống đánh một tăng rồi mây tàu đi tới 5 6 ngày. Làm như nó đuối quá cái nó chơi một chút cái nó ngơ. Nó đuối rồi, nó không chơi nữa. Mình mắc phải đổi. Đổi con thổ KT. Ở thổ KT xuống phụ tiếp để thu phục đưa em nó về đội. Con này thì con này là cái đuôi nó đó anh em coi cái đuôi nó nha. Đó, nó có một chót trắng. Con này thì nước chơi của nó thì quá tuyệt vời. Chim gì trong tình trạng là chim đang thay chim rừng mà đang trong tình trạng là đang ôm lông non rất rất khá nha, khá nặng trong người nha. Nhưng mà về tài năng và bản lãnh chim chơi thì phải nói một câu là tuyệt vời hơn chữ tuyệt vời nha anh em. Rồi, mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước chơi của em nó. Nước ngoài thì mình cũng đã báo với anh em rồi. Còn về nước rù, nước chơi của em nó thì mời anh em vào xem clip. Anh em sẽ tự thẩm. Ưng thì alo Q69, số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc trên màn hình để sở hữu và đón em nó về chăm sóc gọt mồi nha anh em ơi. Con này thì từ cái âm giọng và nước chơi của nó và lẫn tới ngoại hình nó hoàn hảo, muốn đạt xuất sắc là 100% rồi nha anh em. Đó, hình ảnh chim đây. Rồi, mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước chơi chim nha. Thank you.
mai tàu đi mấy ngày nay nó đuối sao đó anh em ơi, nó chán chán bổi, nó không ham bổi, nó không muốn chơi. Thôi đổi con thổ KT ra thu phục em nó, mời anh em xem tiếp, đưa em nó về đội nha.
Dù con chim đẹp đẹp và đang ướp với đang thay lòng. Không phải là chim sống. Đã nó con chim nó bự lắm nhưng nó sống à. Nó nhìn chim tàn nó biết. Mình ôm lông non không nghe anh em. Ôm lông non không chơi ok lắm nha. Thổ đồng đây, thổ đồng nha anh em, thổ đồng âm tốt lắm, lông non không à. Còn đầu thả con mai tàu mà mai tàu sao nó chán 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 bỏi sao đi năm sáu ngày nay nó đuối hay gì nó chán bỏi kiểu sao á, chán bỏi sao á nó không chơi.